Đám cưới là ngày trọng đại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc của các cặp đôi. Và đây cũng là dịp để các quan khách nhảy nhót góp vui cho buổi tiệc khi nhạc lên. Mỗi người sẽ có một điệu nhảy cho riêng mình. Chẳng hạn như người phụ nữ trung niên trong đoạn clip dưới đây đã mang cả cây đu đủ vào đám cưới để quẩy nhiệt tình, khiến mọi người trong đám cưới vô cùng bất ngờ. Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người xem vô cùng thích thú với hành động của người phụ nữ trung niên. Được biết, sau một tiết mục biểu diễn của hai cô gái trên sân khấu để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể, người phụ nữ này đã vác hẳn một thân cây đu đủ vào hội trường để cười quẩy góp vui. Hành động của người phụ nữ này khiến cả hội trường vô cùng bất ngờ. Nhiều người lo lắng có sự cố không hay có thể xảy ra nên đã tìm cách thuyết phục người này mang thân cây ra ngoài. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn nhiệt tình quẩy theo điệu nhạc. Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip cho rằng có lẽ người phụ nữ này đã có một chút rượu nên đã có hành động khá quậy. Tuy nhiên, không ít người góp ý, vui thôi đừng vui quá, kẻo ảnh hưởng tới không khí chung của đám cưới. Hiện đoạn clip vẫn được đang chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn.